Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong chương trình vật lý lớp 12, để giúp cho các bạn làm tốt cái bài kiểm tra giữa kỳ học kỳ 1, thì sau đây thầy sẽ tổng ôn lại cho các bạn bằng cách giải chi tiết cho các bạn các câu trắc nghiệm nó thuộc cái đề thi kiểm tra học kỳ 1, kiểm tra giữa học kỳ 1 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Thì trong quá trình làm bài, trong quá trình giải chi tiết từ câu 1 đến câu 40, thầy cũng nhắc lại một số cái kiến thức liên quan những cái vấn đề mà chúng ta cần nhớ, chúng ta cần nắm. Và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi giải chi tiết cái đề này, thử xem coi nó như thế nào đây. Và cái link tải của cái đề này thầy cũng để dưới cái phần mô tả video để cho bạn nào có thể tải về chúng ta tham khảo thêm. Và trong cái đề này nó gồm có 40 câu, đúng rồi, 40 câu trắc nghiệm hoàn toàn. Câu số 1, chúng ta sẽ bắt đầu đi qua câu số 1. Thầy sẽ mở cái file bên này làm cho nó dễ các bạn ạ. Cũng là cái đề đó luôn. Câu số 1, một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng ngang, lực làm tiêu hao cơ năng của con lắc. Thì chúng ta đã biết rằng con dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Và nguyên nhân làm dao động tắt dần đó là do chính là lực cản của môi trường, đúng không? Làm cho biên độ nó giảm dần theo thời gian. Và khi con lắc này dao động, con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng ngang, thì lực cản đó chính là lực ma sát giữa con lắc lò xo với cái mặt phẳng ngang. Như vậy câu số 1 các bạn, chúng ta nhận thấy đáp án A lực ma sát, chúng ta chọn nó đáp án A. Còn đáp án B trọng lực là không phải, áp lực lên mặt phẳng ngang cũng không phải, lực đàn hồi cũng không đúng luôn. Câu số 2, sóng cơ học hình sin chuyển theo trục Ox, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà phần tử môi trường ở đó dao động cùng pha với nhau. Thì đây chính là định nghĩa bước sóng, đúng chưa? Trong sách giáo khoa ngay cái bài 7 đó, cái bài sóng cơ và sự chống cơ đó, chúng ta đã học ở trên lớp rồi đó. Người ta định nghĩa bước sóng là quãng đường sóng truyền được đi được trong một chu kỳ. Hoặc bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất. Các bạn nhớ phải là gần nhau nhất. Và trên cùng cái phương truyền sóng mà tại đó các phần tử vật chất nó phải dao động cùng pha. Đúng chưa? Nó phải thỏa mãn ba cái yếu tố này. Như vậy đó chính là bước sóng. Vậy đáp án đúng của các bạn là đáp án A. Được chưa? Rồi một cái định nghĩa thứ hai các bạn cũng nhớ nè. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà phần tử môi trường dao động ngược pha thì đó chỉ là nửa bước sóng thôi nha. Được chưa? Hoặc là các bạn nhớ khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà phần tử vật chất đó dao động vuông pha thì đó là 1/4 bước sóng. Đúng không ạ? Chúng ta nhớ điều đó cho thầy. Rồi câu số 3, dao động nào sau đây được ứng dụng trong thiết bị giảm xóc ô tô? Đúng không? Chúng ta thấy trong ô tô hoặc là xe mô tô đó, chúng ta có những cái phục hay là phục nhớt đó các bạn. Khi chạy qua cái chỗ xóc thì trong cái phục nhớt đi, nó có nhớt, đúng không ạ? Và lò xo nó sẽ dao động. Và vì lực cản của nhớt tác động lên cái lò xo này rất là lớn, làm cho lò xo của chúng ta mau chóng tắt dần. Như vậy người ta nói dao động nào sau đây được ứng dụng trong thiết bị giảm xóc ở ô tô? Đó chính là dao động tắt dần, đáp án A. Câu số 4, sóng cơ có tần số, đây là chữ F, lan truyền trên mặt nước với tốc độ, đây là tốc độ truyền sóng, là chữ V. Hỏi bước sóng là bao nhiêu? Thì bài này các bạn chỉ cần nhớ tốc độ hay là tốc độ truyền sóng đó bằng quãng đường chia cho thời gian, V bằng lambda trên T, đúng không? Bước sóng chia chu kỳ, hoặc là bằng lambda nhân F. Đúng chưa? Từ đây thầy sẽ suy ra lambda sẽ bằng V chia F. Các bạn thế số vào nè, V của các bạn là 0,6 nè, chia cho F là 5 nè, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ra là 0,12 mét. Và đổi ra cm thì nó sẽ bằng 12 cm. Như vậy câu số 4 đáp án đúng của các bạn là, xin lỗi, đáp án D nha, 12 cm nha các bạn, đáp án D. Câu số 5, gọi A là vector quay biểu diễn phương trình dao động x bằng 5 cos 2bt cộng b trên 3. Tại thời điểm ban đầu, cái vector quay A này hợp với trục x một góc là bao nhiêu? Thì các bạn chú ý nè,
Tại thời điểm ban đầu, tức là tại thời điểm t bằng 0 đó, cái a này, cái vector quay hợp với trục x một góc là bao nhiêu? Thì tại thời điểm ban đầu thì chúng ta nhớ tới pha ban đầu, đúng chưa? Tại vì pha ban đầu nó xác định ngay tại cái thời điểm ban đầu, đúng không? Muốn tìm tìm pha ban đầu thì chúng ta coi cái mốc thời gian, tức là điều kiện ban đầu nó ở đâu, đúng không? Đó chính là pha ban đầu. Như vậy bài này thầy sẽ vẽ cái đường tròn lượng giác ra, đúng chưa? Chúng ta vẽ đường tròn lượng giác ra. Đây là vị trí cân bằng ô, đây là biên dương là cộng 5 và đây là biên âm, đúng chưa? Đây là biên dương nhá, đây là biên âm là trừ 5. Tại thời điểm ban đầu các bạn thấy pha ban đầu phi này nó là pi trên 3, như vậy góc nó là 60 độ, vậy ở nó ở vị trí này, đúng chưa? 60 độ nó nằm ở trên này, đây là 30 độ, đây là 45 độ, đây là 60, đây là 90, như vậy cái này là đúng không ạ? Đây là a của ông ta, vector quay a của ông ta và hợp với cái trục OX, được chưa? Đây là trục OX của ông ta là một góc là pi trên 3, đúng không ạ? Các bạn lưu ý điều đó. Như vậy câu số 5 đáp án chính xác của mình phải là đáp án A. Rồi qua câu số 6. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng M và lò xo có độ cứng K, đây là K, dao động điều hòa với chu kỳ, đây là T, lấy pi bình bằng 10, giá trị của M là bao nhiêu? Thì bài này chúng ta chỉ nhớ công thức thôi. Tôi mua kẹo T bằng 2pi căn bậc 2 M chia K. Thầy bình phương hai vế lên, như vậy T bình sẽ bằng 4pi bình. Bình phương mất căn chỉ còn M chia K. Từ đây thầy sẽ suy ra M, đúng không? Chia M dùng quy tắc chuyển vế, nằm trên tử dùng quy tắc chuyển vế. Tới giờ này thầy dạy trên lớp mà nhiều bạn chúng ta không biết biến đổi công thức này luôn các bạn ơi, đúng không ạ? Một số bạn rất là nhiều học sinh bây giờ không biết biến đổi công thức tìm M là bao nhiêu, tìm K là bao nhiêu nữa, đúng chưa? Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các bạn cách biến đổi nè. M nằm trên tử, đúng không? Dùng quy tắc chuyển vế, vế bên kia có gì các bạn cứ ghi lại cho thầy. Như vậy vế bên kia có T bình, cứ ghi lại T. Chia K thầy chuyển qua bên này thành nhân cho K, nhân cho 4pi bình thầy chuyển qua thành chia cho 4pi bình. Và chúng ta thế số vào, T là 0,4 bình phương nhân cho K là 50 chia cho M chia cho 4 nhân pi bình lấy bằng 10, như vậy 4 nhân 10 ra 40, một số 0, một số 0 đơn giản hết, đúng chưa? 4 bình phương là 16, 10 mũ trừ 1 bình phương là 10 mũ trừ 2, ở đây còn là 5 chia cho 4. 4 chia cho 16, 16 chia cho 4 thì được là 4, đúng không? 4 nhân 5 ra 20 nhân 10 mũ trừ 2 hay là bằng 0,2 đơn vị là kg, đúng chưa? 0,2 kg chúng ta đổi ra nó là 200 g đó các bạn. Như vậy câu số 6 chúng ta chọn đáp án B cho thầy. Đó là xong nội dung câu số 6. Câu số 7, sóng cơ lan truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ không đổi V. Khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bức sóng nó sẽ như thế nào? Thì chúng ta nhớ nè, V bằng lambda nhân F, hay là suy ra lambda sẽ bằng V chia F. Ở đây đề bài người ta đã cho tốc độ không đổi rồi. Như vậy tần số tăng lên 2 lần, tần số và F sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Tần số tăng 2 thì chắc chắn lambda sẽ giảm 2. Như vậy đáp án B. Câu số 7. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng M và lò xo có độ cứng K, dao động điều hòa đại lượng omega bằng căn 2 k trên m là, đúng không? Chúng ta có omega là ôm không mập đó, đây chính là tần số gấp, đúng không ạ? Đây là tần số gấp của con lắc. Như vậy đáp án đúng của các bạn là đáp án C. Pha ban đầu là chữ phi, còn tần số dao động là chữ f, còn chu kỳ dao động là chữ t, được chưa? Các em chú ý điều đó cho thầy. Câu số 9, trong phương trình dao động điều hòa x bằng a cos omega t cộng phi, pha của dao động tại thời điểm t, thì pha dao động tại thời điểm t là luôn cái gấp này nè các bạn, luôn gấp hàm sau cos, đây là pha dao động. Còn pha ban đầu là chỉ là chữ phi thôi. Như vậy đáp án A. Câu số 10, tại nơi có gia tốc trọng trường g 10 m trên dây bình, một con lắc đơn có chiều dài là 64 cm, đây là chữ L. Dao động điều hòa lấy pi bình bằng 10, tần số của con lắc là chữ F.
Thì chúng ta có f nè bằng 1 trên 2 pi toán lượng z, còn đây là z chia lượng, đúng chưa? 1 trên 2 pi căn bậc 2 g chia l. Các bạn thế vào 1 trên 2 pi căn bậc 2 g, g các bạn lấy bằng 10. Đúng không? 10 mà các bạn lấy bằng pi bình. Như vậy thầy thay thế chỗ này pi bình. Rồi L của các bạn là 64 cm thì thầy biến đổi thành 64 nhân 10 mũ trừ 2 m. Bình phương mất căn thì ra ngoài này là pi, trên này còn là 2 pi. Trong này còn 1 căn 1 thì ra 1. 64 khai căn ra ngoài được 8. 10 mũ trừ 2 khai căn ra ngoài được 10 mũ trừ 1. Pi với pi đơn giản mất, đúng không ạ? Như vậy còn đây là 1 phần 16 nhân 10 mũ trừ 1, được chưa? Hay là bằng 1 chia cho 1,6 đó các bạn. Thầy bấm máy nha, 1 chia 1.6 sẽ bằng là 0,625. 0,625 hẹt, đáp án B. Đúng chưa? Câu số 10 đáp án B. Câu số 11. Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, nếu bỏ qua mọi ma sát thì đại lượng nào sau đây được bảo toàn? Thì chúng ta đã biết rằng trong dao động của con lắc đơn, nếu chúng ta bỏ qua ma sát, đúng chưa ạ? Và lúc đó con lắc đơn này nó sẽ dao động điều hòa, và trong dao động điều hòa thì cơ năng sẽ được bảo toàn, đúng không ạ? Cơ năng V kép là bằng 1/2 KA bình. Cơ năng sẽ tỷ lệ với bình phương biên độ dao động. K là hằng số, biên độ dao động là hằng số, dẫn đến cơ năng là hằng số. Và cơ năng là hằng số tức là cơ năng bảo toàn. Ngoài ra chúng ta có thể thay thế 1/2 K thì bằng M omega bình A bình, đúng chưa? Các bạn lưu ý điều đó cho thầy. Câu số 12. Gia tốc của một vật dao động điều hòa có độ lớn, chúng ta có công thức gia tốc A bằng trừ omega bình phương X, đúng không ạ? Như vậy gia tốc này tỷ lệ thuận với ly độ. Câu A nó nói tỷ lệ thuận với bình phương độ lớn ly độ là sai, tỷ lệ nghịch là sai. Câu C tỷ lệ thuận với độ lớn của ly độ, đáp án C, đúng không ạ? Đây tỷ lệ nghịch cũng sai rồi. Như vậy câu 12 đáp án của các bạn là đáp án C. Câu số 13. Với các hệ dao động như tòa nhà, cầu, khung xe, vân vân, người ta phải cẩn thận không để cho các hệ ấy chịu tác dụng của các lực cưỡng bức mạnh có tần số. Thì chúng ta đã biết rằng, chúng ta đã học cái bài cộng hưởng đó. Hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng khi tần số của lực cưỡng bức, các bạn nhớ nha, đây là tần số của lực cưỡng bức, nó xấp xỉ với tần số dao động riêng của cái vật đó, thì lúc đó biên độ dao động cưỡng bức sẽ đạt giá trị cực đại, đúng chưa? Các bạn lưu ý điều này. Biên độ dao động cưỡng bức là, chúng ta học về thầy nhắc lại nha, hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng biên độ khi tần số của lực cưỡng bức xấp xỉ với tần số dao động riêng. Mỗi một vật nào đó nó dao động, nó đều phải có một cái tần số dao động riêng hết. Và khi cái vật đó chịu tác dụng của lực cưỡng bức thì đó chính là dao động cưỡng bức, đúng không ạ? Khi vật, chúng ta đã biết rằng dao động cưỡng bức là dao động mà vật chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức, được chưa? Và khi cái lực cưỡng bức này nó xấp xỉ với tần số dao động riêng thì lúc đó biên độ dao động sẽ đạt giá trị cực đại, được chưa? Như vậy khi đối với các hệ dao động như tòa nhà nè, cầu nè, khung xe nè, người ta phải tính toán làm sao cho tần số của lực cưỡng bức này nè không xấp xỉ với tần số dao động riêng của tòa nhà hoặc là cái cầu hoặc là khung xe, được chưa? Nếu mà tần chịu tác dụng như vậy thì nó biên độ dao động đạt giá trị cực đại và nó sẽ bị gãy, tòa nhà sẽ bị sập đổ, cầu bị gãy, khung xe bị gãy luôn, đúng chưa? Như vậy người ta phải cẩn thận không cho các hệ ấy chịu tác dụng của lực cưỡng bức mạnh có tần số bằng tần số riêng. Lực cưỡng bức, tần số lực cưỡng bức bằng với tần số riêng, nếu bằng thì nó sẽ hư hỏng lên. Như vậy phải không bằng tần số riêng của hệ, đáp án D. Câu 14. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục X, hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ly độ dao động X vào thời gian, đúng không? Người ta hỏi biên độ dao động là bao nhiêu? Thì đây là đồ thị biểu diễn giữa ly độ X với thời gian. Chúng ta thấy
cái vạch này nè nó dao động xung quanh cái vị trí từ trừ 10 đến 10 thì đây chính là pin âm và đây chính là pin dương, đúng chưa ạ? Các bạn lưu ý điều này cho thầy, được chưa? Như vậy người ta hỏi pin độ dao động nó sẽ là bằng 10 cm, đáp án A, được chưa? Pin độ dao động là độ lệch cực đại so với vị trí cân bằng là xmax đó các bạn. Như vậy xmax của chúng ta từ đây đến đây đề bài cho là 10 rồi, do đó chúng ta chọn đáp án A. Câu 15. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng, đây là chữ K, và vật có khối lượng, đây là chữ M. Các bạn lưu ý chúng ta đổi ra gam kg cho thầy nhé, là 0,1 kg. Tác dụng vào con lắc loại lực cưỡng bức tuần hoàn có tần số F. Như vậy đây là tần số của lực cưỡng bức nè, lực cưỡng bức F, lực cưỡng bức. Và lấy pi bình bằng 10 để pin độ dao động đạt giá trị cực đại, tức là Amax, thì F của lực cưỡng bức này phải là bao nhiêu? Thì như thầy đã nói, để pin độ dao động đạt cực đại thì khi và chỉ khi tần số của lực cưỡng bức này phải xấp xỉ với tần số dao động riêng. Mà tần số dao động riêng của con lắc lò xo sẽ được tính bằng công thức F0 bằng 1/2 pi. Tôi mua kẹo ở đây, kẹo chia mua, đúng chưa? Vậy các bạn thế số vào đây cho thầy: 1/2 pi căn bậc 2k, k là 100, m là 0,1, đúng không ạ? 0,1. Như vậy thầy biến đổi nha, 0,1 thì thầy bằng là 1/10. Ở đây thầy biến đổi từ từ cho các bạn nè, 100 căn 100 khai căn ra trên được là 10, đúng không ạ? Ở đây là 1 chia cho 0,1 thì thầy biến đổi thành 1 chia 10. 10 đem lên đây, như vậy nó còn trên này còn căn 10, đúng không ạ? Đây thầy có thể viết lại từ đây xuống đây, thầy viết xuống đây nha các bạn. Là 1/2 pi nhân cho 10, đúng không ạ? 1 chia 1/10 thì bằng căn 10. Căn 10 lấy pi bình bằng 10. Như vậy thay thế 10 trong này thành pi bình, bình phương mất căn ra ngoài là pi. Như vậy 10 nhân cho pi chia cho 2 pi. Đơn giản mất 10 chia 2 được 5. Vậy đáp án đúng của các bạn là đáp án C. Khi đó tần số của lực cưỡng bức xấp xỉ với tần số dao động riêng là 5. Đáp án C. Đó là xong nội dung câu số 15. Câu số 16. Một con lắc đơn có chiều dài, đây là chữ L, dao động điều hòa với pin độ gấp, đây là chữ alpha 0. Nhớ đây là alpha 0. Người ta hỏi pin độ dao động, pin độ cong tức là pin độ dài đó là chữ S0 này là bao nhiêu nè, đúng không? Đây thầy có thể vẽ hình minh họa cho các bạn nè. Đây con lắc đơn có chiều dài là L, đây là vị trí cân bằng O. Chúng ta kéo con lắc đơn này lệch khỏi vị trí cân bằng một cái góc alpha 0. Đây là góc alpha 0. Và buông ra cho con lắc này dao động. Nếu góc này nhỏ 10 độ và bỏ qua lực cản thì con lắc này sẽ dao động điều hòa. Và đây chính là pin độ gấp. Còn pin độ dài hay là pin độ khao cong là chữ S0 nè. Theo toán học của chúng ta, S0 của chúng ta nó sẽ bằng cái S0 là cung, sẽ bằng góc chắn cung đó nhân cho bán kính. Góc chắn cung đó là alpha 0 nhân cho bán kính là L nè. Rồi các bạn thế số vào là 0,06 nhân cho 1 thì bằng 0,06 m, hay là bằng 6 cm đó. Vậy đáp án đúng của các bạn là đáp án C. Câu số 17. Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số ngược pha. Nhớ nha, đây hai dao động, đây là bài tổng hợp hai dao động điều hòa đó các bạn. Cùng phương cùng tần số ngược pha có pin độ lần lượt, đây là A1. A1 là 8, A2 là 6. Hỏi pin độ dao động tổng hợp là bao nhiêu? Thì chúng ta chú ý đây là bài toán nó rơi vào trường hợp đặc biệt. Khi hai dao động độ lệch pha nó là ngược pha, tức là nó bằng 2K cộng 1 là pi đó, số lẻ của pi đó, thì pin độ dao động của chúng ta sẽ đạt giá trị cực tiểu và chúng ta làm toán trừ, được chưa? Vậy ở đây thầy chưa biết anh nào lớn thì phải lấy trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối A1 trừ A2, các bạn thế số vào 8 trừ 6 thì bằng 2 cm. Đáp án B, được chưa?
Còn khi hai dao động mà độ lệch pha nó bằng K2B đó, là bằng cùng pha đó, hai dao động này gọi là cùng pha, tức là bằng một số chẵn của bi, có thể là 0, có thể là 2B, 4B, 6B, 8B vân vân, thì lúc đó biên độ dao động của chúng ta sẽ đạt giá trị cực đại, biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại và bằng A1 cộng A2. Đúng chưa? Nó có một số cái trường hợp đặc biệt nữa, thầy nhắc luôn cho các bạn nhớ nha. Rồi khi độ lệch pha nó bằng là một số lẻ, 2K là số chẵn cộng 1 là số lẻ của bi trên 2, thì người ta gọi đây là hai dao động vuông pha với nhau. Và lúc đó biên độ dao động của chúng ta sẽ tính bằng Pythagore, sẽ bằng A1 bình cộng cho A2 bình. Một trường hợp nữa, đây thầy nhắc luôn, đây thầy lỡ rồi nhắc luôn cho các bạn luôn nha. Thầy mở cái anh này cái nháp ra, thầy nhắc lại cho các bạn chỗ này nữa ha. Cái trường hợp tiếp theo khi độ lệch pha của nó hai dao động này, đây trường hợp này, khi biên độ dao động A1 bằng với A2 và bằng A, đúng chưa, và độ lệch pha delta phi này nó bằng bi trên 3, thì chúng ta suy ra biên độ dao động tổng hợp sẽ bằng A căn 3. Và pha ban đầu của dao động tổng hợp này, các bạn chỉ lấy trung bình cộng, lấy phi 1 cộng phi 2 chia 2 thôi. Rồi, đúng không? Đây trường hợp 1, đây là trường hợp tổng quát nè, nó sẽ suy ra những trường hợp này. Rồi khi A1 bằng A bằng A và độ lệch pha nó bằng bi trên 2 đó, thì các bạn suy ra A sẽ bằng, biên độ dao động tổng hợp sẽ bằng A nhỏ này căn 2. Và phi pha của dao động tổng hợp cũng lấy trung bình cộng luôn, chia 2. Rồi trường hợp tiếp theo nè, khi A1 bằng A2 và bằng A luôn á, và chúng ta có cái anh này, độ lệch pha nó bằng 120 độ. Độ lệch pha giữa A1 và A2 nè, biên độ cái dao động thứ nhất và dao động thứ hai nè bằng 120 độ, tức là 2B trên 3 đó, thì các bạn suy ra biên độ dao động tổng hợp chính bằng cái A nhỏ này luôn. Và pha ban đầu của nó, pha ban đầu của dao động tổng hợp các bạn cũng lấy trung bình cộng luôn cho thầy. Được chưa? Đây là những cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta cần nhớ để chúng ta làm những bài toán dao động tổng hợp cho nó nhanh, khỏi cần bấm máy tính, khỏi cần tính công thức. Và đặc biệt chúng ta không làm công thức nha các bạn. Không, đối với bài toán dao động tổng hợp giải trắc nghiệm nhanh chúng ta không làm công thức nha. Lưu ý chỗ đó cho thầy. Câu số 18. Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Như vậy đây là sóng ngang rồi. Người ta nói sóng truyền trên mặt nước có bức sóng là 2 cm. Trên đoạn thẳng AB khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp. Đây chúng ta có, đây là nguồn thứ nhất, đây là nguồn thứ hai. Các bạn chú ý nè, khi hai nguồn này dao động cùng pha với nhau thì đường trung trực nó là cực đại giao thoa. Và đây là cực đại, đây là cực đại, thầy đang xét về cực đại nha. Và khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp hoặc là hai cực tiểu liên tiếp trong giao thoa sóng luôn luôn bằng nửa bức sóng. Như vậy người ta nói khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là nửa bức sóng. Các bạn lấy bức sóng các bạn chia cho 2, 2 chia 2 được 1, đáp án B. Thế thôi. Câu số 19. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng K và vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ là A. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng cơ năng được tính bằng công thức 1/2K A bình, đáp án A. Quá dễ. Câu 20. Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và ngược pha nhau độ lệch pha. Như nãy thầy đã nói, khi hai dao động ngược pha, độ lệch pha sẽ bằng một số lẻ của bi trên 2. Xin lỗi, một số lẻ của bi nha. Đúng không ạ? Như vậy đáp án B. Câu 21. Một vật dao động điều hòa theo phương trình này, tốc độ cực đại. Tốc độ cực đại là chữ V max, là vợ ôm anh omega A. Omega là trước T là 2B nhân A là 5. 2 nhân 5 ra 10B. Đúng không ạ? Như vậy đáp án C. 22. Xét thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha,
Sóng do hai nguồn tạo ra có mức sóng là lambda. Các điểm trên mặt nước cách hai nguồn những đoạn D1 và D2. Điều kiện để dao động với biên độ cực tiểu là bao nhiêu? Như vậy đây là hai nguồn cùng pha nha các bạn. Đây là nguồn thứ nhất, đây là nguồn thứ hai. Điểm M đây cách nguồn thứ nhất một đoạn D1, cách nguồn thứ hai một đoạn D2. Để hiện điểm M là cực tiểu giao thoa thì hiệu đường đi một số bán nguyên lần bước sóng. Đáp án C. Được chưa? Còn khi nó là cực đại thì hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng. Đối với hai nguồn dao động cùng pha nha. Còn đối với hai nguồn dao động ngược pha, các bạn chú ý, đối với hai nguồn dao động ngược pha thì để nó là cực đại giao thoa thì nó ngược lại hiệu đường đi D2 trừ D1 bằng số bán nguyên lần bước sóng. Còn cực tiểu giao thoa thì hiệu đường đi D2 trừ D1 bằng một số nguyên lần bước sóng. Được chưa? Các bạn chỉ cần học hai cái này thôi, hai nguồn cùng pha ngược pha thôi. Còn hai nguồn lệch nhau bất kỳ thì thầy nói lại nha. Trong đề thi đại học các năm vừa rồi, đúng không? Chỉ xảy ra đối với hai nguồn dao động cùng pha và cũng có trường hợp gặp hai nguồn dao động ngược pha nhưng mà hiếm gặp. Còn hai nguồn dao động lệch pha với nhau một góc bất kỳ chưa từng xuất hiện trong đề thi đại học. Như vậy các bạn khỏi học cái phần đó cũng được. Chúng ta chỉ học hai nguồn dao động cùng pha, hai nguồn dao động ngược pha là ok rồi. Rồi, câu số 23. Trong một sóng cơ có chu kỳ T truyền trong một môi trường với vận tốc V và bước sóng L. Bước sóng lambda mới đúng chứ. Đây khi hiểu lộn rồi. Hệ thức nào sau đây là đúng? Như vậy chúng ta có V bằng lambda chia T, vận tốc quãng đường chia thời gian, suy ra lambda bằng V nhân T. Đáp án A. 23. Đáp án A. Một vật dao động điều hòa theo phương trình như vậy, vận tốc được tính bằng công thức nào? Thì các bạn nhớ công thức là về quê ăn xin có dấu trừ. Như vậy 24, về quê ăn xin có dấu trừ. Đáp án A luôn. Câu 25, chọn phát biểu sai. Hai nguồn kết hợp. Chúng ta nhớ trong giao thoa sóng chỉ có xảy ra hiện tượng sóng giao thoa được thì hai nguồn đó phải là hai nguồn kết hợp. Giao thoa giữa các nguồn kết hợp với nhau thì nó mới giao thoa được với nhau. Và sóng, hai sóng kết hợp là hai sóng phải thỏa mãn ba yếu tố cho thầy. Thứ nhất là cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Đúng chưa? Như vậy người ta nói chọn phát biểu sai, hai nguồn luôn cùng biên độ là sai nè. Cùng hiệu số pha không đổi là độ lệch pha không đổi là đúng nè. Cùng tần số là đúng nè, cùng phương là đúng nè. Như vậy đáp án A là đáp án sai. Chúng ta chọn đáp án A. Câu 26. Tại nơi có gia tốc chậm trường G, một con lắc đơn có chiều dài L đang dao động điều hòa, chu kỳ của con lắc đơn là toán lượng Z. Đáp án B. 27. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình là X1 bằng A như màn hình của các em quan sát, X2 A vân vân. Biên độ dao động tổng hợp được tính bằng công thức nào? Thì chúng ta có A bằng căn bậc 2 A1 bình cộng A2 bình. Nhớ ở đây phải là cộng A1 A2 nha. Như vậy đáp án A. Đúng chưa? Chúng ta có A vector nè sẽ bằng vector A1 nè cộng vector A2. Như vậy đây thầy bình phương hai vế lên thì chỗ này là cộng thì dưới này là dấu cộng. Đúng không? Các bạn nhớ cái ý đó cho thầy. Nhiều khi chúng ta không biết đây được cộng hay trừ, trời chọn đáp án nào giữa hai đáp án B và C, B và A. Vậy nhớ chỗ này đây là cộng thì chỗ này là cộng. Được chưa? Nguyên tắc tổng hợp vector nó là như vậy đó các bạn. Câu số 48. 28 chứ. Một con lắc lò xo có độ cứng, đây là chữ K, dao động điều hòa khi vặt ở vị trí cân bằng, xin lỗi, khi vặt ở vị trí có ly độ, đây là chữ X, thì lực kéo về, ép kéo về. Đúng không? Ép kéo về đó, hay là ép hồi phục đó các bạn. Đúng không? Ép kéo về, lò xo này nằm ngang mà. Đúng không? Con lắc lò xo như vậy chúng ta có F nè bằng K nhân X, độ lớn nha. K là 50 nhân X là 0,04, nhớ phải đổi ra mét cho thầy. Tại vì lực đơn vị Newton, như vậy các công thức, các đại lượng có mặt trong công thức này phải là hễ đi hết. Như vậy 50 nhân cho 4, 5 nhân cho 4 ra 20. Đúng chưa?
20 như vậy nó sẽ ra là 2 newton, hai dấu phẩy dời lên 2 newton. Đáp án A. Câu 29. Một sóng cơ truyền nhập theo trục X biết phương trình sóng tại một điểm có tọa độ X là UX, đúng không? Phương trình sóng tại một điểm có tọa độ X hoặc là M đó, đúng không? Tại điểm M đi, cách nguồn sóng một cái đoạn X là 8 nhân cos 10 BT trừ BX trên 6. X tính bằng sang mét, T tính bằng giây. Yêu cầu tính tốc độ truyền sóng. Thì đối với cái bài này, người ta yêu cầu tính tốc độ truyền sóng. Người ta cho phương trình sóng tại điểm cách nguồn một đoạn X. Các bạn chỉ cần nhớ tốc độ truyền sóng, các bạn lấy hệ số trước T, các bạn chia cho hệ số trước X cho nó mau. Đúng chưa? Hệ số T nhé, chia hệ số X. Hệ số trước T của các bạn là 10 bi, chia cho hệ số trước X của chúng ta là bi trên 6. Các bạn không được lấy dấu trừ nha, đây là dấu trừ của công thức rồi, đúng chưa ạ? Đây là dấu trừ công thức, tại vì tốc độ luôn là số dương. Các bạn lấy dấu cộng cho thầy nha. Bi với bi đơn giản mất, 6 x 10 ra 60 đơn vị là cm trên giây. Và lưu ý nè, V này nó sẽ có đơn vị của X. Tại vì X đây là cm thì chỗ này là cm. Còn nếu X đây là mét thì chỗ này là mét trên giây nha các em. Như vậy đáp án đúng câu 29 là đáp án D. Câu 30. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt như màn hình của các em quan sát nè. Gia tốc cực đại là bao nhiêu? Như vậy gia tốc cực đại là A max. Dùng công thức anh ôm bình anh. Có omega rồi. Omega của các bạn đây là 10 bi nè, đúng không? Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, như vậy omega của các bạn là 10 bi. Bây giờ các bạn chỉ cần tính A này thôi. Bây giờ các bạn nè, chú ý cái trường hợp đặc biệt này. Các bạn tính độ lệch pha cho thầy nè, lấy phi 2 trừ cho phi 1 nè. Phi 2 là trừ 3 bi trên 4 nè. Trừ cho phi 1 là bi trên 4 nè, như vậy nó ra trừ bi. Vậy hai dao động này ngược pha, đúng không? Hai dao động ngược pha thì biên độ dao động sẽ đạt giá trị cực tiểu. Được chưa? Và nó sẽ làm toán trừ, cứ lấy hình lớn trừ bé, 10 trừ cho 6 thì bằng 4 cm. Được chưa? Rồi các bạn thế vào đây, omega là 10 bình nhân cho 4, 10 bình phương là 100 nhân 4 thì ra 400 cm trên giây bình phương. Các bạn đổi ra nó là 4 mét trên giây bình phương. Được chưa? Đó là xong qua 30. Câu 31. Một vật dao động điều hòa trên trục OX khi vật qua vị trí cân bằng thì có tốc độ. Như vậy đây là tốc độ ở vị trí cân bằng, đó là V max đó các bạn, nó là 20 cm trên giây. Khi vật có tốc độ là 10V bằng 10, đây chính là V max chia 2 nè. Các bạn chú ý, thầy dùng bài toán này có thể dùng nhiều nhiều cái cách làm, có thể dùng công thức độc lập thời gian, có thể dùng vị trí đặc biệt. Bây giờ thầy nhận xét nha, khi vật có vận tốc là 10, tốc độ là 10 thì đó chính là V max chia 2, thì độ lớn của gia tốc, đúng không ạ? Đây chính là ở vị trí này, đây là A nè. Người ta hỏi biên độ dao động là bao nhiêu. Thì bài này các bạn có thể dùng cái cách này. Thầy dùng cái cách dùng vị trí đặc biệt đi. Thầy không giải theo công thức độc lập thời gian. Thầy dùng với vị trí đặc biệt nè. Thầy nhắc cho các bạn rõ nè. Đây là vị trí 0, đây là vị trí A, đây là vị trí trừ A. Đúng không ạ? Đề bài người ta đang nói về tốc độ nha, đúng không? Nói về độ lớn. Tại vị trí có vận tốc, có tốc độ là V max trên 2. Như vậy đây là vị trí này có ly độ là A trên 2 nè. Các bạn chú ý đây là A trên 2. Đây là vị trí có ly độ A trên căn 2 nè. Và đây là vị trí có ly độ A căn 3 trên 2 nè. Thì tại vị trí có ly độ là A trên 2 thì V của chúng ta chính bằng V max căn 3 chia 2. Đúng không? Tại vị trí có ly độ là A trên căn 2 thì V chính bằng V max chia cho căn 2. Tại vị trí có ly độ A căn 3 trên 2 thì V chính bằng V max chia cho 2. Và tại vị trí này, đúng không ạ? Giờ chúng ta xét tới gia tốc nha. Thì
Thầy nói chỗ này cho các bạn hiểu nè. Tại vị trí có ly độ là A trên 2 thì gia tốc của chúng ta độ lớn là A mát trên 2. Ở đây tại vị trí này chính là A mát chia cho căn 2. Và tại vị trí này có ly độ có gia tốc là A mát căn 3 chia 2. Được chưa? Các bạn nhớ những cái vị trí này. Vậy quay trở lại cái bài toán này, chúng ta thấy nè, tốc độ nó là 20, tốc độ cực đại nó là 20. Khi vật có tốc độ là 10, như vậy chắc chắn là V mát trên 2 không? Như vậy nó ở trường hợp này. Đây, V bằng V mát trên 2 thì chắc chắn ở ly độ là A căn 3 trên 2. Và lúc đó gia tốc của chúng ta sẽ bằng A mát căn 3 trên 2. Như vậy thầy sẽ phân tích chỗ này ra. Đúng không ạ? Vậy 10 chính bằng V max chia cho 2. Đúng chưa? Mà V max của các bạn nó và ở vị trí này. Đúng không ạ? Rồi tiếp tục nè. A của các bạn, A của các bạn là 40 căn 3, nó chính bằng A max căn 3 chia 2. Đúng không ạ? Như vậy từ đây thầy sẽ suy ra căn 3 với căn 3 mất nè. Thầy sẽ suy ra A max của các em là bằng 80. Có A max, có V max, chúng ta suy ra được biên độ dao động. Được chưa? Có phải nó nhanh hơn không ạ? Như vậy bây giờ ta có nha, A max bằng anh ôm Bình Anh, V max là vợ ôm Anh. Hai thằng này chia nhau. Đúng không ạ? Hai này chia nhau. Hoặc là các bạn chú ý nè, chỗ trên này thầy thay thế vào là A max của chúng ta có phải là bằng omega nhân A. Omega nhân A. Hay là thầy hai này chia nhau đi ha. Hai này chia nhau luôn đi. Lấy A max chia V max thì nó được là omega sẽ bằng A max chia cho V max. A max của các bạn là bằng 80 rồi. Chia cho V max của các bạn trên này nè là 20 nè. Như vậy nó là 4. Có omega suy ra được A. Từ đây suy ra được A nè, sẽ bằng V max chia omega. V max là 20 chia cho omega là 4. Như vậy nó được 5 cm. Vậy bài này chúng ta chọn cái đáp án D cho thầy. Được chưa? Chọn đáp án D. Câu 31 chọn đáp án D nha. Các bạn chú ý điều đó. Cái này các bạn có thể dùng cái công thức độc lập thời gian chúng ta giải vẫn được, không sao cả. Nhưng theo thầy chúng ta nên làm những cái vị trí đặc biệt này cho nó nhanh. Tại vì trong đề thi quốc gia, đề thi Trung học phổ thông quốc gia, 99% người ta sẽ cho những cái giá trị đặc biệt. Mình sẽ nhớ những cái giá trị đặc biệt này cho thầy. Câu số 32. Tại điểm O trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 60, sóng tạo ra sóng truyền trên mặt chất lỏng. Trên một phương truyền sóng tính từ O khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp là 0,5. Hỏi tốc độ truyền sóng. Thì bài này đó chính là bài số 7 trong sách giáo khoa. Cái tựa đề của bài đó là sóng cơ và sự truyền sóng cơ đó, cái phần lý thuyết đó. Và chúng ta chú ý rằng khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp thì nó liên quan tới khoảng cách các bạn giảm đi 1 lambda. Đúng không ạ? Như vậy 5 các bạn giảm đi là 4 lambda bằng cái khoảng cách đó là 0,5. Vậy từ đây các bạn suy ra lambda bằng 0,5 chia cho 4 là 1/8 đó, là 0,125 thì phải. Đúng rồi, 1 chia 8 0,125. Đơn vị là mét. Vậy từ đây các bạn suy ra tốc độ truyền sóng V bằng lambda nhân F, tức là 1/8 nhân cho 60 là nhân cho 60 sẽ bằng là 7,5 mét trên giây. Đáp án D, 32 đáp án D. Đúng không? Liên quan tới khoảng cách thì nhớ tới bước sóng, còn liên quan tới thời gian thì nhớ tới chu kỳ. Ví dụ người ta nói khoảng thời gian giữa năm gợn lồi liên tiếp đi qua trước mặt là bao nhiêu giây thì các bạn giảm đi, 5 gợn lồi liên tiếp đi qua trước mặt trong bao nhiêu giây là giảm đi là 4 lần chu kỳ bằng cái thời gian đó.
và từ đó các bạn suy ra chu kỳ bằng T nhỏ chia 4, đúng chưa? Thầy nói lại chỗ này để các bạn hiểu. Câu số 32, 33. Một học sinh dùng bộ thí nghiệm con lắc đơn để thí nghiệm đo gia tốc chặng trường G. Học sinh này cho con lắc, học sinh này chọn con lắc có chiều dài là L. Cho con lắc dao động nhỏ và đếm được 10 dao động toàn phần. Đây là số dao động 10. Trong thời gian T, giá trị của gần G gần giá trị nào nhất? Như vậy đầu tiên thầy phải tính chu kỳ. Chu kỳ thì bằng T chia cho N. Các bạn thế số vào 14,92 năm chia cho N là 10, như vậy ra 1,4925. Có chu kỳ các bạn thế vào công thức tính G. Chúng ta có T bằng 2pi toán lượng Z, suy ra bình phương hai vế lên rồi biến đổi công thức, rồi G sẽ bằng gì đây ạ? T bình, à xin lỗi, biến đổi nha. À, chỗ này hai bình phương đây là 4pi bình nhân L chia cho T bình. Rồi thế số vào 4 nhân cho 3,14 bình phương nhân cho L. L có rồi là 55 cm, đổi ra là 0,5 m, 0,55, đúng không ạ? Chia cho T bình, T bình là 1,4925. Rồi các bạn bấm số, bấm máy tính chỗ này cho thầy nha. Và sau khi chúng ta bấm máy tính xong thì nó sẽ xấp xỉ khoảng là 9,75 m/s. Chúng ta chọn đáp án D. Câu 34. Một người xách xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài S là 40 cm. Chu kỳ riêng của xô nước này, đây là T0 là 0,2. Để nước sóng sánh mạnh nhất thì tốc độ chuyển động của người này là V là bằng bao nhiêu? Thì chúng ta đã biết rằng khi cái người này bước đi thì để nước sóng sánh mạnh nhất thì nước này nó sẽ tham gia vào hai, đúng không? Nó sẽ chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn cứ bước, đó là bước chân của người này đi. Đúng chưa? Và để nước sóng sánh mạnh nhất thì chu kỳ bước chân của người này phải xấp xỉ với chu kỳ dao động riêng là T0. Đúng không ạ? Xấp xỉ với T0. Được chưa? Mà chúng ta có công thức vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian. Như vậy thời gian suy ra, thời gian ở đây bằng quãng đường chia cho vận tốc, xin lỗi, S chia cho V. Được chưa? Vậy từ đây suy ra V sẽ bằng S chia cho T0. Các em thế số vào, S của chúng ta là 40, đúng không ạ? 40 chia cho T0 là 0,2. Như vậy là còn 400 chia cho 2 thì được 200 cm/s. Chúng ta đổi ra nó là 2 m/s. Như vậy 34 đáp án A. Câu 35. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo và vật có khối lượng là 200 g, đổi ra là 0,2 kg. Con lắc dao động với tần số omega, tần số gấp 10 radian trên giây. Biết chiều dài con lắc ở vị trí cân bằng, đây là L cân bằng. Khi chiều dài là 33 cm, đây là L, thì độ lớn lực kéo về tác dụng lên con lắc là bao nhiêu? Như vậy độ lớn lực kéo về là F kéo về nha, bằng bao nhiêu? Đúng chưa? Các bạn chờ thầy một chút nha. Thì bây giờ chúng ta coi nè. Đây thầy có thể vẽ hình ra như thế này. Đây là lò xo ở vị trí cân bằng, đây là L cân bằng, đúng không? Đây là vị trí có góc tọa độ O. Thầy chọn chiều dương hướng xuống nha. Khi lò xo có chiều dài là 33 cm, như vậy ví dụ như đây lò xo có chiều dài lúc này là L là 33 cm. Vậy ly độ của chúng ta là cái đoạn này, ly độ x của chúng ta là đây. Được chưa? Vậy ly độ x của các bạn là lấy là 33 trừ cho 30 thì nó ra là 3 cm. Và lực kéo về thì chúng ta đã có là bằng k nhân x đó. Độ lớn của chúng ta là k nhân x. K của chúng ta lại bằng m omega bình nhân cho x. Và các bạn thế số vào, m của các bạn là 0,2,
Omega của các bạn là 10 bình nhân cho x là 3 cm, đổi ra là 0,03 m. Đúng chưa? 0,03 m nha. Và các bạn tính lên thì đáp số của chỗ này ra 0,6 Newton. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Đó là xong nội dung câu 35. Bây giờ chúng ta qua câu 36. Một con lắc lò xo và vật có khối lượng là 0,8 g. Xin lỗi, 80 g, đổi ra là 0,08 kg. Dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng của con lắc VKT vào thời gian. Lấy pi bình bằng 10, người ta hỏi biên độ của con lắc là bao nhiêu. Thì bây giờ các bạn chú ý nè, dựa vào đồ thị này các bạn thấy tại thời điểm t bằng 0 thì con lắc này có thế năng là 4 mJ. Và con lắc này nó sẽ dao động, đúng không? Nó dao động từ vị trí này đến vị trí này. Đây là vị trí, đây là thế năng bằng 0 và đây là thế năng cực đại, đúng không? Đây là thế năng bằng 0, còn đây là thế năng cực đại, nó đâu có vượt lên trên này được. Như vậy đây là 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8. Như vậy tại vị trí này là 8 mJ, tức là thế năng cực đại. Mà thế năng cực đại chính là cơ năng, đúng không? VKT max chính bằng cơ năng. Rồi, đó là điều thứ nhất. Các bạn có nè, cơ năng của chúng ta là 8 mJ. Rồi, mặt khác để tính biên độ thì chúng ta dùng cái công thức là 1/2 m omega bình a bình. Chúng ta có, vậy có 8 nè. Vậy để tính a được các bạn phải biết m, có m rồi. Vậy chúng ta phải biết được omega, tức là tần số gấp của dao động là bao nhiêu. Thì bây giờ nhìn vào đây nè, các bạn thấy chu kỳ của cái cơ năng này, xin lỗi, chu kỳ của thế năng nè. Chúng ta có, đây là vị trí cực đại, đúng không ạ? Đi từ vị trí cực đại đến vị trí cực tiểu là bằng 0 đó. Thử coi hết bao nhiêu nha. Từ đây đến đây là 0, đây là 0,2, 0,0. Từ đây một đoạn, chúng ta thấy từ đây qua đây 0,05 thì nó là 2 ô. Như vậy thử coi 1 ô nó là nhiêu. 0,05 chia cho 2 thì nó là bằng 0,025. Như vậy từ đây qua đây là 0,025. Bây giờ chúng ta coi, đây là vị trí cực đại, đúng không ạ? Đây là cực đại của thế năng, đây là cực tiểu của thế năng. Như vậy đi từ đây đến đây là nửa chu kỳ à. Bây giờ chúng ta coi nửa chu kỳ nó là nhiêu nha. 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô. Mà 1 ô của chúng ta là 0,025. Như vậy chúng ta nhân cho 4 lên thì nó bằng bao nhiêu? Nhân cho 4 thì nó bằng 0,1. Như vậy từ đây đến đây là nửa chu kỳ, đúng không ạ? Từ đây, từ vị trí cực động năng thế năng cực đại đến thế năng cực tiểu là dao động nửa chu kỳ à. Vậy suy ra chu kỳ, các bạn chú ý nè, chúng ta suy ra chu kỳ của cái thằng chu kỳ của cái thế năng, đúng không? T phẩy của các bạn là nhân đôi lên là 0,1 nhân cho 2 thì nó bằng là 0,2. Đúng chưa? 0,2 giây. Mà mặt khác chúng ta có nè, chu kỳ của con thế năng đó, T phẩy sẽ bằng chu kỳ trong dao động điều hòa. Chúng ta thầy nhắc lại chỗ này nhé. Trong dao động điều hòa, động năng và thế năng sẽ biến đổi với chu kỳ T phẩy bằng T trên 2. Omega phẩy sẽ bằng 2 omega, F phẩy sẽ bằng 2 F. Trong đó T, omega, F lần lượt là chu kỳ tần số gấp và tần số của ly độ. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta có chu kỳ của con thế năng là 0,2 rồi. Vậy từ đây thầy suy ra chu kỳ của ly độ, nhân chéo lên, đúng không? Nó sẽ bằng 0,4. Rồi, vậy có chu kỳ thì chúng ta sẽ tính được omega. Vậy thầy thay thế vào đây nè. M của các bạn ở đây là bao nhiêu đây ạ? Các bạn thay thế chỗ này vô là 8 mJ, đúng không ạ? 8 mJ thì thầy đổi ra là 8 × 10^3, rồi bằng 1/2 nhân cho m là 0,08, đúng không ạ? 0,08 nha.
nhân cho omega của các em là bằng 2 pi chia cho t. T của chúng ta ở đây là 0,4 bình phương nhân cho a bình. Rồi các bạn tính này, chỗ này nha, 8 nhân 10 mũ trừ 3, anh này là 1 phần 2 là bằng 0,5, rồi 0,08, rồi 2 bình phương là 4, đúng chưa? Pi bình phương là bằng 10, 10 nhân 4 là 40, chỗ này 4 bình phương 16, anh này 10 mũ trừ 1 bình phương là 10 mũ trừ 2 nhân cho a bình. Rồi các bạn dùng hàm xíp xô hoặc là các bạn biến đổi bình thường, chúng ta sẽ suy ra a nó sẽ bằng là 2 căn 2. Như vậy đáp án của câu số 36 này, đáp án đúng của các bạn là đáp án A. Được chưa? Câu số 36 đáp án A là đáp án đúng. Câu số 37. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha với tần số là 10. Biết AB của chúng ta, tức là nguồn thứ nhất và nguồn thứ hai cách nhau là 20 cm, đúng chưa? Tốc độ truyền sóng là 30 cm/giây. Xét đường tròn đường kính AB, đúng không? Xét đường tròn đường kính AB. Đây, đường tròn đường kính AB, đúng chưa? Người ta nói số điểm cực đại giao thoa trên đường tròn này là bao nhiêu. Vậy thầy chỉ cần tính số cực đại trong cái đoạn AB này. Ví dụ như trong hai nguồn này dao động cùng pha thì hiển nhiên đường trung trực nó là cực đại giao thoa, đúng chưa? Rồi bên này ví dụ như một cực đại, hai cực đại đi. Ví dụ như bên này là một cực đại, hai cực đại. Như vậy mà mỗi cực đại cách đường tròn là 2 điểm. Vậy ví dụ như chỗ này là 5 cực đại, 1, 2, 3, 4, 5 thì cách đường tròn sẽ là 4 điểm. Xin lỗi, là 10 điểm chứ. Người ta nói số điểm cực đại giao thoa trên đường tròn mà. Được chưa? Như vậy mục đích của bài này các bạn chỉ cần tìm số cực đại trong cái đoạn AB. Rồi mà mỗi cực đại nó đi qua thì nó cắt đường tròn tại hai điểm. Như vậy các bạn lấy số cực đại, chúng ta nhân gấp đôi lên là ra. Được chưa? Chúng ta hiểu ý thầy nói rồi gì? Như vậy bây giờ để tìm số cực đại giao thoa trong cái đoạn AB mà hai điểm này cùng pha thì chúng ta có cái công thức K sẽ luôn luôn lớn hơn bằng trừ AB chia cho lambda mà nhỏ hơn AB chia cho lambda, vì hai nguồn này dao động cùng pha, như vậy số cực đại của chúng ta là như vậy. Vậy bây giờ thầy phải tính lambda trước cái đã. Chúng ta có lambda thì bằng V chia F. V là 30 chia cho 10, đúng không ạ? 30 chia cho 10 thì được 3 cm. Vậy thế vào đây trừ AB là 20 chia cho 3, lớn hơn nhỏ hơn bằng K, nhỏ hơn hoặc bằng 20 chia 3. Như vậy K của chúng ta lớn bằng trừ 6,6, nhỏ hơn bằng 6,6. Vậy K của chúng ta lấy từ âm 6 đến cộng 6. Các bạn nhân đôi lên, đúng không ạ? Các bạn liệt kê ra hoặc là các bạn nhân đôi lên có bao nhiêu giá trị nè. Lấy từ âm 6 đến 6 gì? Vậy các bạn lấy 6 x 6 ra là 12, cộng với số 0 ở chính giữa là 13. Vậy giữa cái đoạn AB này có 13 cực đại, mà mỗi cực đại nó cắt cái đường tròn 2 điểm. Như vậy các bạn nhân đôi lên, 13 x cho 2 thì ra 26. Vậy số cực đại giao thoa trên đường tròn này là 26. Các bạn chọn đáp án A cho thầy. Được chưa? Đó là xong nội dung câu 38. Câu 39. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ, đây là chữ A, mốc thế năng tại vị trí cân bằng khi qua và khi vật qua vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng. Thế năng bằng 3 lần động năng thì hỏi ly độ x là bao nhiêu. Thì bài này nó cũng rơi vào trường hợp đặc biệt nữa. Các bạn không cần giải theo phương pháp truyền thống. Các bạn nhớ những giá trị đặc biệt này cho thầy. Đây là vị trí cân bằng, đây là vị trí biên dương, đây là vị trí biên âm, đây là vị trí có ly độ A trên 2, đây là A trên căn 2, đây là A
căn 3 chia 2. Tại vị trí cân bằng, các bạn nhớ càng đi về vị trí cân bằng thì động năng vận tốc nó lớn, như vậy động năng sẽ lớn hơn thế năng. Và ở vị trí cân bằng thì động năng là cực đại. Tại vị trí có ly độ A trên 2 thì động năng nó sẽ bằng 3 lần thế năng. Các bạn chỉ nhớ như thế thôi. Tại vị trí có ly độ A trên căn 2 thì động năng và thế năng lúc này nó sẽ bằng nhau. Và đi ra xa đây thì động năng nó sẽ nhỏ hơn, tức là thế năng lớn hơn, tức là thế năng sẽ bằng 3 lần động năng. Và tại vị trí pin thì động năng sẽ bằng 0, đúng chưa? Còn thế năng sẽ là cực đại. Như vậy, bài toán nó hỏi tại khi động thế năng bằng 3 lần động năng, đầy thế năng bằng 3 lần động năng là ở vị trí có ly độ A căn 3 trên 2. Vậy các bạn thế vào thôi. A căn 3 trên 2, tức là A là 6 nhân căn 3 chia 2 thì nó sẽ ra là 3 căn 3, đáp án B. Đúng không ạ? Nó sẽ nhanh như vậy đó. Các bạn không cần làm, đúng không? Chúng ta chỉ nhớ những giá trị đặc biệt này. Như thầy đã nói, đề thi nó sẽ rớt vào những giá trị đặc biệt không à. Câu 39. Một con lắc đơn có chiều dài là L, đúng không ạ? Rồi, được treo tại nơi gia tốc chậm trường là G là bằng bi bình. Giữ vật nhỏ con lắc ở vị trí có ly độ góc alpha 0, đúng không ạ? Là âm 9 độ, tức là nó theo chiều âm đó các bạn. Mốc thời gian là lúc thả vật. Phương trình dao động của con lắc là bao nhiêu? Như vậy các bạn chú ý nè. Đây là con lắc đơn. Đây là vị trí cân bằng và chọn thầy chọn đây là chiều dương. Rồi kéo vị trí con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một góc alpha 0. Đây là góc trừ alpha 0 đây. Đúng không ạ? Alpha 0 của chúng ta là 9 độ, như vậy trừ alpha 0 tức là nó đang ở vị trí pin âm đó các bạn. Đúng không ạ? Chúng ta chú ý, đây là vị trí pin âm, được chưa? Rồi. Như vậy người ta hỏi phương trình dao động. Phương trình dao động viết dạng ly độ. Ly độ dài thì chúng ta có S nè, sẽ bằng S0 nhân cos của omega t cộng cho phi. Vậy bây giờ thầy tìm omega. Thầy tìm omega, thầy dùng công thức omega là z chia lượng. Z của chúng ta là bằng bi bình. G bằng bi bình, L là 1, như vậy chỗ này còn bi. Được chưa? Vậy loại đáp án 2bi, loại 2 đáp án này. Bây giờ thầy sẽ tìm pha ban đầu phi. Mà pha ban đầu thì chúng ta dựa vào điều kiện ban đầu. Và đề bài người ta nói tại mốc thời gian là lúc thả vật. Đây, kéo vật ra vị trí cân bằng, đúng không? Kéo vật về vị trí pin 5 và thả. Như vậy khi mốc thời gian là ở vị trí pin 5 thì chắc chắn pha ban đầu của chúng ta là bằng bi rồi. Đúng chưa? Tại vì khi vật ở vị trí pin 5, đúng không? Khi thả vật là vật ở vị trí pin 5 thì pha ban đầu nó là bằng bi. Được chưa? Như vậy phi của các bạn bằng bi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tính S0. Thì S0 của chúng ta sẽ bằng alpha 0 nhân cho L. Alpha 0 của chúng ta là 9 độ, thầy đổi ra là bi. Chúng ta có 180 độ thì bằng bi. Như vậy 9 độ sẽ bằng bao nhiêu bi? 9 bi nhân cho 9 bi nhân 9 nhân bi chia 180 thì bằng là bi chia cho 20 đơn vị là mét. À xin lỗi, đơn vị radian chứ quên. Đơn vị chỗ này là 20 radian nha. Như vậy thế vào đây là bi chia cho 20 nhân cho L của chúng ta là 1. Như vậy nó là bi trên 20 mét. Chúng ta đổi ra cm, đúng không? Tại đáp số các bạn thấy là cm nè. Như vậy bằng cách các bạn nhân cho 100. Như vậy là 100 nhân bi chia 20 thì nó ra là 5 bi. Vậy S0 của các bạn là 5 bi. Omega của các bạn là bi. Pha ban đầu của các bạn là bi luôn. Như vậy đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Đó là xong câu 39. Bây giờ thầy cho chúng ta đi qua câu cuối cùng. Hên quá, hết rồi. Mệt quá các bạn ơi. Một vật dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan sát nè. Người ta nói vận tốc tại thời điểm này là bao nhiêu?
Như vậy muốn tính vận tốc tại thời điểm nào đó, các bạn dùng cái công thức về quên xin có dấu trừ, đúng chưa? Người ta cho phương trình rồi, thầy thế số vào trừ omega của các bạn là 5 pi nhân cho a của các bạn là bằng 4 nhân cho sin omega của các bạn là 5 pi nhân t là 0,25 và cộng cho phi của các bạn. Đây pha ban đầu nó là trừ pi trên 6 nha. Và các bạn bấm máy, lưu ý khi bấm máy chúng ta phải đổi ra radian nha. Nhớ đổi radian. Và chúng ta sẽ xấp xỉ nó là 16,3. Như vậy câu 40 đáp án B. Được chưa? Rồi, như vậy thầy đã ôn tập cho các bạn, là tổng ôn cho các bạn để các bạn kiểm tra giữa kỳ chương 1 và chương 2, chương dao động điều hòa và chương sóng cơ của chương trình vật lý lớp 12. Video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn có gì thắc mắc, các bạn để lại bình luận, thầy sẽ giải thích cho các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.